Ghép ảnh Hương Tràm cùng diễn viên nhạy cảm để chúc mừng sinh nhật, Khắc Việt gây tranh cãi dữ dội. Lời chúc mừng sinh nhật đặc biệt của Khắc Việt nhận lại vô số phản ứng tiêu cực từ cư dân mạng. Vừa qua trên trang cá nhân, Khắc Việt khiến cộng đồng mạng không khỏi tranh cãi khi chia sẻ bài viết chúc mừng sinh nhật Hương Tràm. Theo đó, ban đầu giọng ca Chị Anh Hiểu Em đăng tải bức ảnh ghép hình Quán Quân đầu voi 2012 cùng một diễn viên phim người lớn Nhật Bản kèm dòng chú thích khá phản cảm. Nhận được lời chúc đặc biệt này, Hương Tràm phát hoảng và vội vàng yêu cầu Khắc Việt gỡ bỏ bài đăng. Khiếp ông này, xóa ngay hu hu. Nhận thấy bản thân có phần quá đà, Khắc Việt xóa bài viết cũ và chia sẻ lời chúc mới. Tuy nhiên, bức ảnh ghép giọng ca Em Gái Mưa và nam diễn viên người Nhật lớn tuổi vẫn được giữ nguyên. Phía dưới phần bình luận, Hương Tràm cũng không hề tỏ ra thích thú. Ngay sau khi đăng tải, bài viết lập tức gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Fan dễ tính nhận xét Khắc Việt hài hước và lầy lội. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng dù anh em thân thiết đến mấy, những hành động trên của Khắc Việt cũng khá phản cảm và có thể gọi là quấy rối ở mức độ nhất định. Có ý kiến nhận định có lẽ Hương Tràm cũng không thoải mái khi nhận được lời chúc này, nhưng anh em thân thiết nên cô không muốn nói thật mất lòng. Nhiều fan bất bình vì bài viết của Khắc Việt, bên cạnh đó cũng xuất hiện bình luận cho rằng nhiều khả năng Khắc Việt không cố ý. Tuy nhiên, giống như Phạm Anh Khoa, anh không phân biệt rõ giới hạn giữa đùa cợt và vô tình quấy rối. Những ngày gần đây khi phong trào Me Too và sự việc Phạm Anh Khoa lên tiếng xin lỗi sau vụ tố cáo gạ tình đang bùng nổ, thiết nghĩ Khắc Việt nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói trước công chúng.